Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay giới thiệu với mấy anh em Puta hai máy nè anh em. Puta hai máy 482. Của bồ trắng tinh nè anh em. Máy len keng luôn. Bọc áp đồ bảy màu hết luôn. Nay trời tối quá. Ngoài trong đây tối quá em bật đèn lát. Mấy anh em tham khảo. Theo bếp đồ nè anh em thấy không? Con này nó có cái bơm dầu nè anh em để thấp hơn bình dầu nó vẫn hút lên nha. Đó anh em thấy không? Bô bọng rồi nè, đầy đủ hết, cánh quạt rồi nè. Máy tinh. Bô trắng nè anh em. Bô trắng là nó xài ít anh em. Ít xài nó mới còn trắng. Con này để cho anh em 5,5 triệu nha anh em. Để thêm trách nổi cho anh em nghe. Cái này nó có bơm dầu mà anh Tùng. Thôi tôi bỏ lên trên luôn đi. Ổn định rồi. Đâu cũng thiếu rồi. Còn con này mới tin. Rồi nổ luôn. Nổ luôn anh. Đây đó rồi. Đây nè. Vậy công đồ mét. Về mấy anh em gắn vỏ thì bỏ đi, không xài đâu. À, trong rồi thấy không? Mới tin này, mới rửa sơ rồi mới vô kìa. Đã gió rồi, gió rồi nè. Này xả gió trên heo dễ xả, đội dứt. Ở nắp mình ra trước mọi anh em thấy không? Mới tin nè. Mập mập dịnh phụ máy, mập dịnh phụ máy rồi. Mập mập dịnh phụ máy tối thui rồi. Ở đây sáng chút rồi. Đó vui rồi. Có bật đèn lát sẽ tối chứ ta. Này chắc muốn đổi loại mới rồi. Dịnh dịnh máy lên ra đi. Rồi. Rồi nữa đi. Anh em có nhu cầu liên hệ nha, 0972 54 72 72, giá 5,5 triệu nha anh em.